Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ tư 11 tháng 9 năm 2019. Mở đầu phần bản tin của ngày hôm nay thì hãng thông tấn Reuters cho biết các người thân của nạn nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa và lãnh đạo địa phương đã tập trung tại đài tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9 để kỷ niệm xong 18 năm vụ khủng bố. Thống đốc bang New York là ông Andrew Cuomo, thị trưởng New York Bill de Blasio và những người tiền nhiệm như là ông Michael Bloomberg cùng với ông Rudy Giuliani đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Người thân đã đọc danh sách tên của các nạn nhân và nói vài lời về những người đã khuất trong một buổi lễ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã mời một số gia đình nạn nhân và những người sống sót đến với tòa Bạch Ốc ở Washington để mặc niệm. Tổng thống Mỹ sau đó đã phát biểu tại lễ tưởng niệm vụ 11 tháng 9 tại Lầu Năm Góc và tuyên bố rằng trong 4 ngày qua, Mỹ đã tấn công Taliban ở Afghanistan và sẽ tiếp tục tấn công. Trong suốt 18 năm, thì vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì không tặc thuộc Al-Qaeda đã cướp 20 bay chở khách và lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York, khiến cả hai tòa tháp cao 110 tầng sụp đổ và gần 3.000 người bị thiệt mạng. Nhóm khủng bố còn cướp 2 máy bay khác, một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc và chiếc còn lại rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Sharpeville, bang Pennsylvania, khiến toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều chết. Chuyển sang phần tin tiếp theo thì tỷ lệ người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe gia tăng trong năm 2018, cho thấy rằng việc có rất nhiều người được bảo hiểm nhờ vào chương trình Obamacare trước đây, nay đã bị sút giảm dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra thì lợi tức của các gia đình Mỹ tăng ở mức chậm nhất trong 4 năm qua. Mức lợi tức trung bình của gia đình Mỹ tăng 0.9% trong năm 2018 và lên tới con số là 63.000 đô la so với 62.000 trong năm 2017. Các dữ kiện công bố cho thấy rằng là sự phát triển kinh tế hiện nay vẫn chưa giúp đa số người dân Mỹ cải thiện đời sống. Và cho dù là có sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế vào hồi năm ngoái, thì nếu như mà xét qua số người Mỹ làm việc toàn thời gian và trong suốt năm, thì số người Mỹ có được bảo hiểm sức khỏe tư nhân không do chính phủ tài trợ vẫn không gia tăng. Điểm tích cực được thấy trong bản báo cáo của Bộ Thương mại là mức nghèo đói của Mỹ đã giảm năm thứ tư liên tiếp xuống còn 11.8%, đạt được xem là mức thấp nhất kể từ năm 2001 cho tới nay. Bản báo cáo này cũng chắc chắn rằng sẽ được sử dụng trong mùa tranh cử tổng thống vào năm sau và vấn đề bảo hiểm y tế là ưu tiên hàng đầu của phía đảng Dân Chủ với các đề nghị như là có hệ thống bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người cũng như là mở rộng lại về chương trình Obamacare. Và cũng trong ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho hay rằng Tổng thống Mỹ có thể gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc sắp tới nếu như không có điều kiện tiên quyết nào. Bản tin của Reuters cho biết rằng là ông Pompeo đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo để công bố một số biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran, kể cả lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Chính phủ Mỹ hiện đã có các hành động áp lực tối đa nhắm vào chính quyền Iran để ngăn không cho quốc gia này phát triển vũ khí nguyên tử cả trong lĩnh vực ngoại giao cũng như là lĩnh vực kinh tế. Việc ông Trump bất ngờ giải nhiệm cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là chỉ dấu cho thấy rằng chiến lược tạo áp lực đang thất bại. Iran đến nay vẫn nói rằng là họ không có ý định chế tạo vũ khí nguyên tử. Tổng thống Rouhani trong thời gian gần đây đã khẳng định rằng sẽ không thương thảo với Mỹ cho tới khi nào mà Washington rút các biện pháp trừng phạt nhắm vào Tehran, vốn được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ loan báo rằng sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế vào năm 2015. Tòa Bạch Ốc và vẫn nói rằng sẽ không có thương thảo nếu như phía Iran đòi hỏi điều kiện tiên quyết. Chuyển sang về phần tin địa phương thì một đạo luật mới ban hành ở California sẽ cấm cho việc đuổi học các học sinh tiểu học và trung học cấp 1 vì những hành vi phạm lỗi như là ngủ gật, phá phách trong lớp hay là cãi lại với thầy cô. Thống đốc của California là ông Gavin Newsom đã ký ban hành luật cấm các trường và cả trường công đuổi học tạm thời các học sinh vì có hành động không nghe lời thầy cô. Tiểu bang của California hiện nay có luật cấm đuổi các học sinh từ lớp 3 trở xuống và luật mới ban hành nới rộng lệnh cấm lên lớp 4 và lớp 5. Và lệnh này cũng tạm thời thi hành cho học sinh lớp 6 cho tới lớp 8 và sẽ thành vĩnh viễn vào năm 2025. Nghị sĩ của tiểu bang California là bà Nancy Skinner là người đưa ra luật này, nói rằng các dữ kiện tiểu bang thu thập được cho thấy rằng số các học sinh da màu thường bị đuổi học về các tội không nghe lời nhiều hơn là các học sinh da trắng. Ngoài ra, thì luật mới này sẽ có bắt đầu hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trong khi đó, thì học khu Los Angeles Unified School District đã cấm việc đuổi học về các tội này ở tất cả các cấp lớp từ mấy năm trước đây.
Và chuyển sang phần tin về thế giới thì Bắc Kinh sẽ ngừng bắn pháo hoa và xăng dạng tự phục vụ nhằm đảm bảo an ninh dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc sắp tới đây. Các biện pháp khác bao gồm như là ngừng buôn bán lẻ pháo hoa, cấm các mỏ gần Bắc Kinh mở mìn phá đá trong các hoạt động cất trữ buôn bán hóa chất độc hại sẽ bị tăng cường kiểm soát nhiều hơn. Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức lễ duyệt binh lớn chưa từng thấy vào ngày 1 tháng 10 sắp tới đây để kỷ niệm 70 năm quốc khánh tại quảng trường Thiên An Môn với sự xuất hiện của nhiều vũ khí tối tân trong biên chế quân đội của nước này. Trong đó thì Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình sẽ tham dự và sẽ có một bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Và vừa rồi cũng là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.